Sáng ngày 17 tháng 10, đại diện mỏ Titan Nam Suối Nhung, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết đã tìm thấy thêm một thi thể công nhân bị vùi lấp do sạt lở bãi cái. Nạn nhân được tìm thấy vào sáng nay là anh Nguyễn Văn Trung, 30 tuổi, quê Bình Định. Vị trí tìm thấy thi thể anh Trung gần khu vực một chiếc bơm nước, cách nơi xảy ra sự cố khá xa. Đến nay, hai trong số bốn công nhân đã được tìm thấy. Hiện các lực lượng vẫn đang tìm kiếm hai nạn nhân còn lại, gồm Huỳnh Tân Phước và Nguyễn Văn Nam cùng chú tỉnh Bình Thuận. Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 15 tháng 10, tại khu vực mỏ Titan Nam Suối Nhung, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát làm tràn bùn. Cát từ bãi thải đến khu vực văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Quang Cường cách khoảng 500 m. Bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20 m vị trí 4 công nhân bị chôn vùi nằm trong vùng mỏ bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển đối tượng chấm 719b